Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về Doraemon chế tạo phát minh mới cho Nobita và Shizuka nha. Và đây sẽ là tên tiêu đề cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Mọi người có thể xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đánh số trước. Xong rồi mình sẽ lấy bút màu để tô cho Doraemon. Doraemon là màu xanh nước biển đậm nha mọi người. Và mình sẽ tô như thế này nhá, tô đến phần dưới này. Theo mình nhé, có những bức tranh thật là đẹp nha. Mình sẽ sử một xanh lá và tô tiếp ha. Đó, xong rồi là mình sẽ lấy màu đỏ để tô vào cái dây chuyền của Doraemon. Xong tô vào mũi nữa nha. Màu này quá là ngắn rồi. Đó, xong rồi là mình sẽ lấy màu vàng này để tô cho cái chuông nha. Thế là xong Doraemon, là tô cho thằng Thê nữa. Tiếp đấy là Nobita và Shizuka nha. Và tô ra cho Nobita và Shizuka. Đó, tôi nhìn này nha mọi người. Ok. Tiếp theo là màu đen nha. Đây là màu đen và tóc của Shizuka. Đó, tiếp đấy là Nobita nha mọi người. Đó, và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Lên xuất phát. No.
Ok, mình sẽ tô áo cho Shizuka nha. Mình sẽ lấy màu hồng để tô nha. Cái này đúng này. À, không, không có cái nào đúng hết. Ôi, sao nó toàn ra những cái gì không? Cái này thì càng không. Ê, cái này chuẩn à? Không nha mà. Ok. Mình sẽ tô cho áo của Shizuka ở màu này nha mọi người. Ok, hào phóng là hãy xuất hiện liên tục. Và mình sẽ lấy màu xanh để tô cho váy. Mọi người hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, tạm biệt mọi người. Đó. Tạm biệt. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tô màu quả thanh. Wow, thanh. Mình sẽ tô áo cho Nobita màu này nha mọi người. Đây là mặt trong của quả thanh long. Nó có màu đỏ sẫm, nhưng mà mình sẽ đổ một tí nào. Và bỏ ngoài thì sẽ là màu đỏ nha mọi người. Và quần thì okay, vẫn sẽ là màu xanh thôi. Mình tô màu xanh đậm đi. Mình sẽ tô một cái phần là đậm nha. Đó, tô màu đỏ vào đây là xong. Ok nha, bức tranh quá là đơn giản nha mọi người. No. Mọi người tô theo mình nhé. Ok. Ok nha mọi người. Mình buồn anh em ạ. Mình đang rất là buồn. Vì mọi người không bao giờ chịu donate cho mình. Mọi người hãy donate cho mình thì mình có động lực để mình làm video cho mọi người xem chứ đúng không? Donate tầm vài triệu đi. Ok nha mọi người. Đúng rồi mọi người. Ai đồng ý thì hãy like, ai không đồng ý thì đăng ký kênh. Ok nha. Cái này thì tôi ngồi một can nhớ mọi người. Tôi theo mình nha mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị tô màu cho mọi người xem nha. Ý đây, như vậy sử dụng. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tô gần xong rồi nha. Ok nha. Nên mình sẽ tô màu cho Shizuka nha mọi người. Và mình sẽ tô màu cho Nobita nha mọi người ơi. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã tham gia xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye, mình gặp lại. Bye bye.